Mình tên tới dương bàn khát khom thưa ai cái xã thưa cho bạp cho nó nè. Cho bạp. Mà chân nằm dù phía ăn ở mặt. Hỏi cái rào bình ní. Mình phụ rí chì kết. Mình ảnh ụ kết. Rí đọc thay bá. Hỏi có mình đây xùm rách ca này nôm ai xin 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 tam cù cá và chia tập tài, rồi phụ bạn đại dương ban từ tu vô từ ở khnhi nông rót không những bạn chạy, chân bạn chưa, chân thứ cứ dương ở từ ai lơ ai thế, vừa càng nghĩa giật từ ai lơ chấm bọc, hai còn ai lơ ngon, rứa còn bị phá phim bị giang thả, dương từ vừa ở cả cục rong và từ dương này từ chia cả cục rong đó nị tệ rồi hơi dương mình từ vừa ở cả cục rong và từ dương từ chia cả cục rong đó nị tệ mót đi vô lên nị tệ mót phải mót cho bác ấy dễ thằng mấy thằng tử sao cho anh mình thứ ủa nó cho bác cái dễ chân đấy rồi ai cũng được phê khi ông từ chua bon đi hay giúp ai đom đi hay cái đấy ọt phê đây, trong việc khai bên án đấy, chúng tôi to thế. Anh nâng hai cái hai này tệ rọt, anh này tệ mòn. Bởi dương, bạn này thằng bởi dương thưa tới lõi, cái lương thực chất lõi. Cái bởi dương thưa khó. Dương ăn từ đâu, rốt ăn ra cung, từ thằng này thằng đâu, thằng ọt ấy đây, trong bàn chú bây, bàn chú bây, đông rộm trầy nó còn phê. Cái đấy. Mình phải đọc không đi. Nâng cứ chôn ấy dòng lưu thay nạ chấp bạp phong dây bài bạp nâng. Mình mẹ nạ đây mình bàn riêng chấp bạp đấy nâng. Chân bà dương riêng chấp bạp hơi do chấp bạp bóng cùi trọp luôn ấy thì ọt ăn ở văn thơ mấy cát. Thứ việc mình cát. Mà chân thế cứ trong sông bà biển đi thả. Dương mình trở bà mọt chùm nuốt chấp bạp thê. Chấp bạp thả mấy ăn ở văn tàn bằng tư. Hai tờ tờ pra tam được biếp nị tệ rốt cửa rút tam cù ca nị tệ rốt mình tới cửa rút tam nị tệ mọt chạy thật thá hàng thái luôn chú bài khét luôn chú bài sắp chú bạp tham mây thái tớ chú chạy thớ ở đồng biến cửa rốt một trái chạy thớ à nâng với ọt trâu thì với ọt trâu khóc ពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងដីធ្លីព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិមានច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាជាច្រើនសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តហើយនេះក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រសួងស្ថាប័ននានា